Xem nào, biết biết bố mày là ai không? Đậu vào bố mày là sai không? Bố mày đẹp trai không? Bố mày oai, biết biết bố mày là ai không? Đậu vào bố mày là sai không? Bố mày đẹp trai không? Bố mày oai. Gia đình là khối tài sản lớn nhất ở trên đời mà tôi có. Chance, anh em chỗ dựa vững vàng mà tôi không thể chối bỏ. Chance, hai thứ đó cộng lại OTD biến thành hình xăm trên tay. Tinh thần và vật chất giá trị như chiếc đồng hồ nhiều năm lên dây. Chance, tặng tao căn nhà khi giàu, công bằng 3 tháng từ nhà ngày đó. Chance, cảm ơn đứa ca ngày nào chữ respect dành riêng cho phú nhỏ. Chance, khi kẻ ghen ghét tao, đừng đưa khỏi giếng, tao đã ở cùng chăn bắn bụn. Tao chỉ đau khi tao bị chơi xấu, tao không bao giờ đau bởi vậy cô vân ngắn ngủn. Chiều chơi chơi chàng chăm cho cháy cháy. Chàng chứa trong trận chiến trên chiến trường chưa chết, chàng chưa chạy. Thay vì đi sơ mối, tao tự đi sơ sáng để tao thắng mẹ từ đợt trước, chắc mẹ luôn cả bán để sao. Để xem nào, biết biết bố mày là ai không? Đâu vào bố mày là sai không? Bố mày đẹp trai không? Bố mày oai, biết biết bố mày là ai không? Đâu vào bố mày là sai không? Bố mày đẹp trai không? Ai nghe về chơi này thấy anh nói và làm, mày thật thành thuốc thức xìa sói và xàm. Khi anh tới là làm, họ như bọn anh như chó sói cả đàn. Bọn anh từng đói và càn, giờ anh xuất hiện cùng việc khói và vàng. Anh nói với cả đàn, tham lam chốt đỉnh ngay cuộc chơi hạ màn. Trái Hà Nội này không văn vở này. Selling dope, get some money. Trông thư sinh nhưng xăm trổ này. Đầu cắt môi như dân tổ. Yên tâm, tiền vẫn có duyên âm. Đi từ trap house lên VTV để chắc cũng phải có nguyên nhân. Alright, đẹp trên thấy anh ngon dai. Liên hệ trả lời ngon mai, để anh nói phần còn lại. Để xem nào, biết biết bố mày là ai không? Đậu vào bố mày là sai không? Bố mày đẹp trai không? Bố mày oai, biết biết bố mày là ai không? Đậu vào bố mày là sai không? Bố mày đẹp trai không? Ê, tao đi từ tệ nạn, tao đến từ vùng đất nguy hiểm không an toàn này nằm ngào. Tao đặc biệt đến nỗi mọi người tưởng tao bị khùng, giờ tao trả lại ngón giữa nên không sao. Tao thách mày dám khùng giống như tao, cầm mic và tao rap như hợp báo. Nhưng tao break all the rules, nhưng thằng chửi, nhưng thằng ghét, và nhiều thằng cũng mong muốn được như tao. Yeah man, I come just money and shit. Little whack but you sound like a bitch. Catch up when I'm making a move. Man, I got the whole gang in the stool. Nếu tao thích thì tao làm and I do it. Money in the bag and I do it. Check mail qua điện thoại, xong ký bản hợp đồng, sắp xếp lúc ngồi mắt như là Ruby. Man, I walk on the street like my car. Flow tao giết kill the beat như là Thai song. Người miền Tây tao chân chất nên là khoai to. Mày muốn mua được tụi tao à? Hell nah. Từng lại ngồi trên máy bát, ride with the gang. Get some the shit and I'm chưa bao giờ thang. You know that I lit khi anh bước vào phòng thu. I keep it ASAP, cause I'm the man. Yeah, yeah. Biết biết bố mày là ai không? Đậu vào bố mày là sai không? Bố mày đẹp trai không? Bố mày oai, biết biết bố mày là ai?